Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một từ câu A cho đến câu D. Với m bằng 0, hàm số trở thành y bằng 1 chia cho x. Thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ hết số 0 vào đây, số 0 vào đây. Thì chúng ta rút gọn lại là x mũ trừ 1. Thì chúng ta có công thức như sau. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi cục này thành cục như thế này. Và câu này là câu đúng. Tiếp tục, với m bằng 0, hàm số có tập xác định là r. Chúng ta thấy rằng x không thể nào bằng 0 ở dưới đây. Như vậy cái câu này là sai, vì r là toàn bộ luôn. Với mỗi số m thuộc r, hàm số đã cho là hàm số lũy thừa. Chúng ta biết rằng khi chúng ta cho m bằng 1, vì m bằng 1 thuộc với là r, thì khi chúng ta thêm số 1 vào đây, nó không thỏa mãn. Thì câu này là câu sai luôn. Câu cuối cùng, có tất cả 4 giá trị nguyên của hàm số m để hàm số có tập xác định d bằng r. Chúng ta thấy rõ đây chính là cái cục này. Bây giờ chúng ta để cho cái cục này d bằng r, thì m cộng 1 chia cho m trừ 1 phải là số nguyên dương. Tại vì sao? Nếu cái cục này là số âm thì nó sẽ ra như thế này. Ví dụ nha, thì nó sẽ ra 1 chia cho x mũ 3, thì nó lại không thỏa mãn, tại vì không nào chia hết cho 0 ở đây. Giả sử x là số hợp phân, thì chúng ta biết điều kiện của số hợp phân ở đây á, thì phải là như thế này. Như vậy là không thỏa mãn với cái r này, tại vì nó còn phải đi theo số âm nữa. Như vậy trong trường hợp này bắt buộc phải là số nguyên dương. Như vậy chúng ta có m trừ 1 cộng 2 chia cho m trừ 1. Thì chúng ta biết rằng 2 trừ 1 đó chính là cộng 1, tại vì mình muốn tạo m trừ 1 chia cho m trừ 1. Thì chúng ta sẽ có 1 cộng 2 chia cho m trừ 1. Bây giờ chúng ta muốn có nguyên cái cục này là số nguyên, thì 2 phải chia hết cho m trừ 1. Thì m trừ 1 bắt buộc phải là các số trừ 2, trừ 1, số 1, số 2. Như vậy chúng ta sẽ tìm được m sẽ bằng trừ 3, trừ 1. Để trừ 1 sang bên phải thì chúng ta có trừ 2 cộng 1 là trừ 1. Trừ 1 với trừ 1 là số 0. Cái này là số 2, này là số 3. Thì chúng ta sau khi có 4 số nguyên này rồi, chúng ta sẽ thế ngược vào đây. Thì chúng ta thấy rõ, nếu mà chúng ta thế trừ 1 này nè vào đây á, thì chúng ta sẽ ra là số 0. Như vậy x mũ 0 thỏa mãn luôn. Tiếp tục, nếu chúng ta có m bằng 0 thì chúng ta ra 1 chia x, thì cái này không thỏa mãn. Hết số 2 vào đây thì chúng ta sẽ có là 2 cộng 1 chia cho 2 trừ 1. Thì ở đây chúng ta tính ra được số 3 này thỏa. Và tiếp tục 3 cộng 1 chia cho 3 trừ 1. Thì ở đây chúng ta tính ra được là 4 chia cho 2. Như vậy chúng ta có số 2. Như vậy số 3 thỏa, số 2 thỏa, số này không có thỏa. M trừ 1 bằng 0 thỏa. Như vậy chúng ta chỉ có 3 nghiệm thôi. Như vậy đáp án câu này là sai, này phải là 3. Và đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.